29 and I find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turned back again. Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh News 247. Bây giờ mời quý vị đến với những thông tin thời sự mới nhất chúng tôi vừa cập nhật. Kỷ luật 83 cán bộ diện Trung ương quản lý từ đầu nhiệm kỳ. Mới đây, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra giám sát của Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Hàng nghìn đảng viên có vi phạm phải kỷ luật. Theo báo cáo tại hội nghị, trong năm nay, cấp ủy các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 355 tổ chức đảng và 2.388 đảng viên. Qua kiểm tra, kết luận 213 tổ chức đảng có vi phạm, thi hành kỷ luật 87 tổ chức đảng, có 1.814 đảng viên vi phạm, phải thi hành kỷ luật 1.287. Ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 3.537 tổ chức đảng, 9.246 đảng viên. Phải thi hành kỷ luật 284 tổ chức đảng, 3.052 đảng viên, đã thi hành kỷ luật 216 tổ chức đảng, 2.645 đảng viên. Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ủy ban Kiểm tra các cấp đã kiểm tra việc thi hành kỷ luật đối với 16.635 tổ chức đảng. Qua kiểm tra, kết luận có 15.979 tổ chức đơn vị thực hiện tốt. Đáng chú ý, trong năm, Ủy ban Kiểm tra các cấp kiểm tra giám sát việc kê khai tài sản, thu nhập đối với 7.393 đảng viên. Một số vi phạm khuyết điểm đã được Ủy ban Kiểm tra các cấp chỉ ra như giải trình nguồn gốc tài sản, thu nhập chưa đầy đủ, rõ ràng, kê khai tài sản không đầy đủ thông tin, không thống nhất, không đúng theo mẫu, không đúng hình thức quy định. Điều này giúp các tổ chức đảng, đảng viên khắc phục, rút kinh nghiệm. Cũng theo báo cáo, trong năm, các cấp đã thi hành kỷ luật 183 tổ chức đảng, 6.302 đảng viên, có 1.975 cấp ủy viên. Trong đó, Ủy ban Kiểm tra các địa phương đơn vị thi hành kỷ luật 154 tổ chức đảng, 6.237 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra Trung ương thi hành kỷ luật 29 tổ chức đảng, 65 đảng viên, tập trung kiểm tra vào lĩnh vực dễ tham nhũng tiêu cực. Năm 2024, ngành kiểm tra đảng đề ra nhiều nhiệm vụ cụ thể, trong đó tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc phòng chống tham nhũng tiêu cực, lãng phí, việc thực hiện các quy định của đảng, pháp luật của nhà nước. Ủy ban kiểm tra các cấp sẽ tập trung kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng tiêu cực, những vấn đề nổi cộm bức xúc trong xã hội, nội bộ mất đoàn kết, dư luận xã hội quan tâm, nhất là dấu hiệu suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, vi phạm trong những lĩnh vực chuyên môn sâu, trong đó có tính khép kín. Nhiệm vụ nữa là tiếp tục nâng cao hơn nữa vai trò chỉ đạo hướng dẫn kiểm tra giám sát của ủy ban cấp trên đối với cấp ủy tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra cấp dưới trong xử lý các vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dễ xảy ra vi phạm. Cùng với đó là các vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm, khắc phục tình trạng nể nang, không làm rõ các vi phạm, khuyết điểm, tiêu cực ở các địa phương, cơ quan, đơn vị. Những thông tin này đã khép lại bản tin thời sự hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Để luôn được cập nhật những thông tin thời sự mới nhất trong nước và quốc tế trong 24 giờ qua, quý vị đừng quên like, share và subscribe kênh News 247. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo của chúng tôi.